là 1-0. Và bây giờ trên sân vận động Hồng Đẫy, trận đấu muộn ở vòng đấu thứ 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta có thể thấy trên sân vận động Hàng Đẫy có khá nhiều khán giả đến cổ vũ cho đội chủ nhà Viettel. Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng chúng ta có thể thấy người hâm mộ đội bóng Viettel vẫn đến quan tâm ở trận đấu này. Như vậy là trận đấu giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Đội chủ nhà Viettel với trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái và nhỏ quý vị và các bạn. Trên bảng xếp hạng vào thời điểm này thì câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 4. Họ đã có 7 điểm. Trải qua 4 trận đấu thì các cầu thủ Viettel đã có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 6 bàn thắng và được thủng lưới 3 bàn. Và chúng ta có thể thấy rằng câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào thời điểm này trên bảng xếp hạng họ có phong độ kém hơn so với các cầu thủ Viettel. Họ đứng ở vị trí thứ 12 với 2 điểm sau khi trải qua 4 trận đấu. Họ vẫn chưa có chiến thắng nào tại V-League năm 2022. Họ đã có 2 trận hòa và 2 trận thua, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới tới 5 bàn. Một mùa giải khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Trong quãng nghỉ thời gian để dành cho U23 đá SEA Games và đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu quốc tế thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có những chuyến tập huấn tại Huế và Đà Nẵng và có những trận giao hữu bổ ích. Và đặc biệt họ cũng tham gia Cúp Tứ Hùng miền Trung và đã có những trận đấu khả quan để cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công kiểm tra lại đội hình và kiểm tra phong độ của các cầu thủ khi bước vào V-League và đặc biệt là bước vào trong trận đấu này. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra Hà Nội rất sớm để có những hành trình tập luyện, chuẩn bị chiến thuật chắc chắn để đối đầu với câu lạc bộ Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày hôm nay. Còn đối với các cầu thủ Viettel, vào thời điểm này họ đang có phong độ rất cao, đặc biệt là tại AFC Cup năm 2022. Họ đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ đến từ Lào, Campuchia và Singapore và tự tin bước vào bán kết với vị trí nhất bảng. Với phong độ hiện tại thì chắc chắn các cầu thủ Viettel sẽ tự tin khi đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong trận đấu này. Ở những phút qua thì cả hai câu lạc bộ đang tổ chức tấn công và thi đấu khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đội hình gia quân bên phía câu lạc bộ Viettel trong trận đấu này đứng trong khung thành là thủ môn số 26 Trần Nguyên Mạnh đeo băng đội trưởng, số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 10 Petro Paulo, số 11 Jaha, số 15 Nguyễn Xuân Kiên, số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh, số 20 Cao Trần Hoàng Hùng, số 28 Nguyễn Hoàng Đức, số 33 Dương Văn Hào, số 88 Bùi Duy Thường và số 94 Giovane. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Viettel đó là ông Trương Việt Hoàng. Đây là Thanh Bình. Thanh Bình đã có một quãng SEA Games rất thành công đối với đội tuyển U23 quốc gia. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Viettel. Một phương án tấn công trực diện để giúp cho Duy Thường băng lên. Nhưng Duy Thường không thể vượt qua được cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đối với phong độ ở V-League thì Viettel đã trải qua 2 trận và có 1 trận hòa và 1 trận thua. Đấy là Hoàng Đức. Bóng đã được phá ra. Đó là 2 trận đấu gần nhất tại V-League của các cầu thủ Viettel. Còn đối với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ vẫn chưa có chiến thắng nào tại V-League năm 2022. Bây giờ là đợt phản công của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là pha tạt bóng không chính xác là của Văn Hiệp. Đấy là Hoàng Đức. Trận đấu đang diễn ra khá hấp dẫn ở những phút đầu tiên của hiệp 1. Cả hai đội đều chơi tấn công, đặc biệt là đội chủ nhà. Petro Paulo, Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Càng ngày thì Hoàng Đức càng hoàn thiện mình với những kỹ năng đi bóng, thoát pressing và xử lý bóng rất hay của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Đây là Thanh Bình. Thanh Bình cũng đã trưởng thành lên rất nhiều sau kỳ SEA Games đối với đội tuyển U23.
Đội hình ra quân bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đứng trong khung thành là thủ môn số 25 Dương Quang Tuấn, cầu thủ số 4 đó là Jean Crencio, số 7 Đinh Thanh Trung đeo ban đội trưởng, số 9 Paulo Oliveira, số 11 Nguyễn Văn Hiệp, số 17 Đào Văn Nam, số 19 Nguyễn Văn Đức, số 20 Nguyễn Xuân Hùng, số 27 Giang Trần Quách Tân, số 37 Trần Văn Công và số 88 Nguyễn Trung Học, huấn luyện viên trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó là ông Nguyễn Thành Công. Nguyễn Xuân Kiên, Hoàng Đức. Lối chơi của câu lạc bộ Viettel vào thời điểm này, họ vẫn dựa khá nhiều vào Hoàng Đức và bộ đôi tiền đạo Petroporo và Giovane. Những vệ tinh xung quanh của các cầu thủ Viettel, đặc biệt ở tuyến tiền vệ, vẫn chưa có sự ăn ý đối với Hoàng Đức. Do vậy lối chơi của câu lạc bộ Viettel vẫn có một cái gì đó chưa sắc sảo và chưa có sự tấn công liên tục. Đây là Hoàng Đức, một cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phạm lỗi đối với Hoàng Đức. Có lẽ cánh tay của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đập vào mặt Hoàng Đức trong pha bóng vừa rồi. Đó là Văn Công. Pha va chạm giữa Văn Công và Hoàng Đức. Lần tấn công của các cầu thủ Viettel không được. Chúng ta còn thấy các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bọc lót tốt cho nhau trong tình huống vừa rồi. Petroporo, Xuân Kiên, vẫn là Petroporo nhưng không thể vượt qua được Nguyễn Văn Đức trong pha bóng mà Petroporo định đột phá. 7 phút trôi qua của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Cả hai câu lạc bộ vẫn chưa có một tình huống dứt điểm nào nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Zaha, những đường truyền lên như vậy thật khó có thể đánh bại được hàng thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi mà hàng thủ của họ đang lùi rất sâu ở khu vực sân nhà. Những pha bóng tấn công trực diện cần phải có khoảng trống phía sau lưng khi hàng thủ của đối phương đã dâng cao thì lúc đó sẽ hiệu quả. Gian Crencio, Đào Văn Nam, đường chuyền dài lên phía trên. Một pha bọc lót tốt của Thanh Bình. Thanh Bình đã trưởng thành lên khá nhiều và trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng anh đã có kinh nghiệm để bọc lót cho đồng đội. Zaha, trọng tài đã thổi phạt đối với Đào Văn Nam trong pha bóng vừa rồi. Trên bảng xếp hạng tạm thời của V-League năm 2022, đứng đầu đang là câu lạc bộ Hải Phòng. Câu lạc bộ thành phố Hoa Phượng Đỏ đang có một phong độ rất tốt tại V-League năm nay khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn dắt và họ đã có 11 điểm. Xếp phía sau đó là câu lạc bộ Viettel đang có 7 điểm. Ta có thể thấy các cầu thủ Viettel họ vẫn đang dâng cao đội hình để gia tăng sức ép bên phần sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như vậy là đứng vị trí thứ hai đó là BKB Bình Dương với 8 điểm và đứng ở vị trí thứ ba đó là câu lạc bộ Hà Nội cũng được 8 điểm. Viettel đang đứng vị trí thứ tư được 7 điểm, còn các câu lạc bộ đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vị trí thứ 12 được 2 điểm và câu lạc bộ Sài Gòn vị trí thứ 13 được 2 điểm. Đào Văn Nam,
Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh Trung sau khi kết thúc hợp đồng của câu lạc bộ Quảng Nam thì anh đã về đầu quân cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung. Gian Clancio được chuyển dài lên phía trên dành cho Paulo nhưng không thành công. Jaha. Các cầu thủ Hồng Lĩnh cũng đang pressing ngay bên phần sân của đội chủ nhà. Và đó sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người phạm lỗi có lẽ là Dương Văn Hào. Hàng trung vệ của câu lạc bộ Viettel trong trận đấu này đã có sự chấp vá khi thiếu vắng đi Đức Chiến và Bùi Tiến Dũng do bị chấn thương. Thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự vào thời điểm này của câu lạc bộ Viettel đó là Thanh Bình. Đinh Thanh Trung. Chúng ta có thể thấy một pha bật cao lên đầu, pha bóng chính xác của Thanh Bình. Đó là những phương án phán đoán tốt của trung vệ đã trưởng thành trong thời gian gần đây. Giovanni không có tình huống phạm lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Đinh Thanh Trung. Đào Văn Nam. Đây là Xuân Hùng. Văn Công. Văn Công đang là tiền vệ trung tâm thi đấu thấp nhất bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong thời gian vừa đây thì tiền vệ trung tâm Văn Công cũng đã thi đấu khá nổi bật. Gian Clancio. Các cầu thủ Viettel đã giành lại bóng và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Giovanni đường chuyền. Bóng vẫn còn. Đây là cơ hội dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Petro Paulo. Petro Paulo cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng trọng tài đã không thổi phạt. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm để có thể xác định là bóng đã chạm tay cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay chưa. Đó là pha đột phá của Văn Hào, sau đó bóng đến vị trí của Petro Paulo. Không thể thổi việt vị trong tình huống này khi cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép tay hợp lệ sát người. Hoàng Đức. Ở vòng đấu trước thì chúng ta có thể thấy rằng ở vòng đấu thứ tư thì câu lạc bộ Viettel đã hòa 2 đều đối với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Còn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ thi đấu trên sân nhà đã để thua 1-3 trước Top Play Bình Định. Đường chuyền vừa rồi là không tốt của Văn Hào. Petro. Không phải đó là cầu thủ tiền đạo đá cao nhất trên hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là Paulo. Hoàng Đức. Cho đến thời điểm này thì đội chủ nhà vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang chủ động chơi phòng ngự chặt ở khu vực sân nhà, sau đó chờ cơ hội để phản công lên phía trên. Jaha. Hoàng Đức. Thanh Bình. Ở đội tuyển U23, Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh là bộ đôi trung vệ đang có phong độ rất cao. Đây là Giang Trần Quách Tân. Có lẽ trọng tài đã thổi phạt đối với Duy Thường trong pha bóng bây rồi. Duy Thường là cầu thủ thi đấu có tốc độ rất nhanh. Giang Trần Quách Tân. Tạt bóng không được. Giovanni Hoàng Đức. Phạm lỗi mất rồi. Bây giờ lấy bóng trong chân Hoàng Đức là rất khó khi kỹ năng của cầu thủ này đã được cải thiện rất nhiều. Trước thềm chuẩn bị cho V-League năm 2023
2022. Đặc biệt là tại vòng đấu thứ 5 thì câu lạc bộ Viettel cũng đã có một giải đấu Cúp Tứ Hùng được tổ chức tại Hải Phòng. Nhưng ở giải đấu đó thì các cầu thủ Viettel đã thi đấu quá tệ. Trải qua 3 trận đấu thì họ đã có 2 trận thua và 1 trận hòa. Nhưng vào thời điểm đó thì mọi người có thể nghi ngờ đến sức mạnh của đương kim vô địch của giải đấu. Nhưng họ đã thi đấu tại AFC Cup 2022 thì đã quá phong độ với 3 chiến thắng liên tiếp. Vừa rồi là một pha va chạm giữa Văn Công và Giovane. Jaha, Duy Thường. Vị trí sở trường của Duy Thường trước kia đó là tiền đạo hoặc là tiền đạo cánh. Nhưng cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy Duy Thường đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Đợt tấn công của các cầu thủ Viettel. Hoàng Minh tạt bóng, cơ hội dứt điểm không vào. Tình cờ bóng đến chân của tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức. Ngay sau đó anh đã băng vào dứt điểm, nhưng bóng đã đi ăn nhiều qua ra má ngoài. Vừa rồi đó là một pha đạp phá của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Đó là một pha phá bóng không tốt của trung vệ Đào Văn Nam bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của câu lạc bộ Viettel. Mà cảm thấy nguy hiểm nhất về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thời tiết của thủ đô vào thời điểm này là rất oi bức. Nó sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng bù lại thì mặt sân là quá đẹp để cho cầu thủ thể hiện những đường truyền và những động tác kỹ thuật và phối hợp chính xác đối với đồng đội. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng không thành công của Nguyễn Văn Đức bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cao Trần Hoàng Hùng, bộ đội trung vệ bên phía câu lạc bộ Viettel ở trong trận đấu này đó là Cao Trần Hoàng Hùng và Thanh Bình. Hoàng Đức. Đối với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ chỉ cắm duy nhất một tiền đạo đó là Paulo Oliveira. Cao Trần Hoàng Hùng vừa để mất bóng và ngay sau đó anh đã phạm lỗi đối với cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung, Đào Văn Nam, Văn Công, Đinh Thanh Trung, Xuân Hùng, Văn Công. Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng chúng ta có thể thấy các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến thời điểm này họ vẫn đang kiểm soát bóng khá tốt để tổ chức tấn công bên phần sân của đội chủ nhà. Paulo, vẫn là Paulo dứt điểm từ xa, không được. Một tình huống quyết định dứt điểm vượt xa của Paulo nhưng anh đã thực hiện không thành công. Duy Thường, Hoàng Đức. Hoàng Đức và Gia Hà vẫn đang hoán đổi vị trí cho nhau nơi tuyến giữa của câu lạc bộ Viettel. Đường chuyền dài lên phía trên cho Văn Hào. Cho đến thời điểm này thì các tuyến tiền vệ của câu lạc bộ Viettel vẫn chưa có sự liên kết đối với hai tiền đạo người Brazil, đó là Giovane và Pedro Paulo.
20 phút trôi qua, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 của giải vô địch quốc gia Night World năm 2022 vẫn đang có kết quả là 0-0. Cả hai đội cũng đã có những phương án dứt điểm về phía khung thành của nhau, nhưng nó chưa thật sự chính xác. Jaha, Thanh Bình, Văn Hào, đường chuyển không chính xác của Văn Hào. Giovane, với việc các tiền vệ bên phía câu lạc bộ Viettel vẫn chưa có sự gắn kết đối với Pedro Mauro và Giovane, ta còn thấy cả hai tiền đạo Brazil này họ luôn lùi về rất sâu để lấy bóng và triển khai lên phía trên. Xuân Kiên, Văn Hào, không được. Đây là Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức. Hoàng Đức đang giữ bóng rất chắc chắn trong chân, nhưng các vệ tinh xung quanh anh vẫn chưa có sự hỗ trợ một cách hợp lý, vẫn để cho Hoàng Đức xoay sở trong phạm vi hẹp và khá vất vả. Jaha, không chính xác một chút nào và không hợp lý một chút nào cả. Xét về phong độ hiện tại ở 5 trận đấu gần nhất thì đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi tới 13 bàn thắng và để thủng lưới có 6 bàn. Còn đối với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trải qua 5 trận đấu gần nhất thì họ đã có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Đây là Xuân Hùng, trọng tài đã thổi phạt đối với Thanh Bình khi phạm lỗi đối với tiền đạo Paulo. Paulo đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến thời điểm này. Anh đã có 2 bàn thắng cho riêng mình. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đứng trước bóng đó là đội trưởng Đinh Thanh Trung. Với những phương án tấn công vẫn đang gặp bế tắc của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, từ những quả đá phạt cố định này sẽ giúp họ tiếp cận khung thành một đối thủ một cách nhanh nhất. Phá đánh đầu chiến thuật, không được. Các cầu thủ Viettel vẫn đang bọc lót tốt cho nhau trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ là phản công dành cho câu lạc bộ Viettel, không được. Trước đó là một pha chuyển bóng không hợp lệ so với đà di chuyển của Jaha. Những vệ tinh xung quanh Giovane và Pedro Paulo, cả Hoàng Đức, thì Văn Hào hay là cầu thủ Nguyễn Đức Hoàng Minh, họ vẫn chưa thật sự tinh tế trong những pha phối hợp với đồng đội và những pha chuyền bóng. Đinh Thanh Trung, Xuân Hùng, Đinh Thanh Trung. Lối chơi của hai câu lạc bộ vào thời điểm này vẫn chưa có gì sáng sủa để có thể gây sức ép quá nhiều đối với đối thủ. Rất nhanh, dứt điểm, bóng đập đúng vào xà gang, rất nguy hiểm. Pedro Paulo, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Viettel. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Hoàng Minh, thật sự đáng tiếc cho cầu thủ số 17 trong pha bóng vừa rồi. Hoàng Minh đã có một pha đi bóng vào khu vực trung lộ, sau đó tung ra một pha dứt điểm, bóng đi rất uy lực, nhưng rất tiếc là đã không chiến thắng được xa ngang. Một pha đi bóng vượt qua trung vệ Gian Crencio, sau đó tung ra một pha dứt điểm bằng chân trái đã vượt qua tầm với của thủ môn Quang Tuấn, nhưng xa ngang đã từ chối bàn thắng của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Đây
Đào Văn Nam. Giovane. Vẫn là Giovane. Đây là Hoàng Đức. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ vẫn đang chơi lăn xả, phản công dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không được. Bóng lại đến chân đối với các cầu thủ Viettel. Xuân Kiên. Giovane. Vẫn là Giovane. Petro Paulo quá hay Hoàng Đức. Cũng rất tiếc trong pha bóng vừa rồi. Hoàng Đức đã rơi vào thế biệt vị. Viettel cần phải có những phương án phối hợp tấn công nhiều như thế thì mới may ra hoàn thủng được hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đúng là Hoàng Đức đã rơi vào thế biệt vị trong tình huống vừa rồi. Thật sự đáng tiếc. Một pha phối hợp, một chạm rất hay giữa Hoàng Đức, Giovane và Petro Paulo. Ba cầu thủ chân trái phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nhưng rất tiếc là hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đứng trên Hoàng Đức. Nếu như câu lạc bộ Viettel cần có một lối chơi áp đặt với đối thủ thì họ cần phải có những phương án phối hợp như vậy để khai thác vào khu vực trung lộ của đối thủ và nách trung lộ. Họ cần sự liên kết những vệ tinh xung quanh, nhưng chúng ta có thể thấy đại đa số những đường phối hợp của các cầu thủ Viettel đều đến chân của Hoàng Đức, Petro Paulo và Giovane. Văn Hào hay là Nguyễn Đức Hoàng Minh thì vẫn chưa có sự gắn kết như vậy. Thanh Bình. Xét về thành tích đối đầu của hai câu lạc bộ, 4 lần đối đầu với nhau gần nhất, thì chúng ta có thể thấy câu lạc bộ Viettel họ đã có 3 chiến thắng, 1 trận hòa. Với thành tích đối đầu như vậy thì các cầu thủ Viettel họ tự tin khi thi đấu đối với câu lạc bộ Hồng Lễ Tĩnh ở trong trận đấu này. Giovane. Vẫn là Giovane. Giovane đã có thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội nhưng không thành công. Và anh đã trở về câu lạc bộ Viettel để có sự liên kết và cùng thi đấu với người đồng hương, đó là Petro Paulo. Hai cầu thủ này đã thi đấu rất hay tại câu lạc bộ Sài Gòn trước kia. Giovane. Vẫn là Giovane. 4-4. Giovane. Động tác giả của Giovane. Đường chuyền Petro Paulo. Không được. Chúng ta có thể thấy Đinh Anh Trung đã về can thiệp rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Văn Công. Phản công dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cần phải khẩn trương hơn. Đinh Thanh Trung. Đây là Giang Trần Quách Tân. Giang Trần Quách Tân dứt điểm bằng chân phải. Không gây nguy hiểm cho thủ môn Nguyên Mạnh bên phía câu lạc bộ Viettel, nhưng đó cũng là phương án tấn công khả dĩ của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là miếng phản công chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khá hay. Petro Paulo lùi về rất sâu ở khu vực sân nhà để lấy bóng và triển khai lên phía trên. Jaha. Đinh Thanh Trung, Giang Trần Quách Tân, Paulo. Đúng là Jaha vẫn là cầu thủ cực kỳ quan trọng nơi tuyến giữa của câu lạc bộ Viettel. Anh luôn là tiền vệ đánh chặn rất tốt và luôn hỗ trợ cho hai trung vệ. Petro Paulo. Trong pha
pha bóng vừa rồi thì bên Đức Hòa Minh không thể tranh chấp được đối với trung vệ Gian Crencio. Giovane dứt điểm không được. Chúng ta có thể thấy Xuân Hùng đã chơi lăn xả, vẫn là Giovane tạt bóng đánh đầu không vào, bóng đi chạy cột dọc trong pha bóng vừa rồi. Đó là một pha đánh đầu có chủ đích của Petro Paulo. Anh đã hướng vào góc xa để có một pha đánh đầu và bóng đi đã chạy cột dọc. Quá đáng tiếc cho câu lạc bộ Viettel. Cho đến thời điểm này thì câu lạc bộ Viettel đã có những tình huống nguy hiểm hơn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước đó là một pha dứt điểm vào đúng xà ngang của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Và bây giờ là một tình huống đánh đầu, bóng đã đi chạy cột dọc của Petro Paulo. Nguyên Mạnh, Cao Trần Hoàng Hùng, Jaha, Petro Paulo. Một đường chuyền xuyên tướng của Jaha dành cho Petro Paulo. Như chúng ta có thể thấy các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ngăn chặn rất tốt. Đinh Thanh Trung, Đào Văn Nam, Gian Clancio. Một đường chuyền rất chính xác dành cho Paulo. Đinh Thanh Trung, vẫn là Đinh Thanh Trung tạt bóng, bóng vẫn trong chân Đinh Thanh Trung. Đây là Xuân Hùng, pha tạt bóng khá dẻo của Xuân Hùng. Vừa rồi là một pha dứt điểm có vẻ như không hợp lý của Văn Đức. Hoàng Hùng, Hoàng Đức. Hoàng Đức với Jaha vẫn đang hoán đổi vị trí cho nhau khi đuổi về sâu để tổ chức triển khai bóng lên phía trên. Xuân Hùng khá nhịp nhàng, rất tự tin. Đinh Thanh Trung đường truyền, chúng ta có thể thấy Thanh Bình có tốc độ rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Một đường truyền rất khó chịu của Đinh Thanh Trung. Với thể hình cao to nhưng chúng ta có thể thấy Thanh Bình là trung vệ có tốc độ nhanh trong pha bóng vừa rồi, và anh đã ngăn chặn đối với Paulo. Jaha, Hoàng Đức, Thanh Bình. Đây là Giovane. Văn Hào, Văn Hào đã để mất bóng rồi. Văn Công vừa có một pha đọc tình huống và giành lại bóng để giúp cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Xuân Hùng, Giang Trần Quách Tân. Chỉ cần chần chừ thôi thì hệ thống phòng thủ của Viettel đã lùi về rất đông ở khu vực sân nhà.
Trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ Viettel cũng đã hỗ trợ tốt cho nhau, ngăn chặn những tình huống tấn công và những pha tạt bóng vào trong của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 35 phút trôi qua của hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng được mở tại sân vận động Hàng Đẫy vào thời điểm này. Rất nhanh Xuân Kiên, pha đẩy bóng hơi dài của Xuân Kiên, nhưng ta có thấy Văn Đức đã cản phá tốt. Petro Paulo, Hoàng Đức, Thanh Bình, Hoàng Đức, Petro Paulo, Duy Thường, Giovane, Hoàng Đức. Và đánh gót không thành công của Hoàng Đức dành cho người đồng đội. Cũng phải nói rằng hệ thống phòng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ cũng đang chơi rất tập trung. Văn Công, đây là Đinh Thanh Trung. Chúng ta có thể thấy rằng Thanh Bình đọc tình huống và có một phong độ rất tốt để ngăn chặn tiền đạo người Brazil đang thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những đường truyền của đội trưởng Đinh Thanh Trung dành cho Paulo là chiếm khoảng trống bên phần sân của đối thủ. Nhưng vào thời điểm này, Thanh Bình đang có phong độ rất cao khi trải qua một kỳ SEA Games thành công đối với đội tuyển U23 quốc gia. Trải qua 5 trận đấu trên sân nhà gần nhất, các cầu thủ Viettel đang có phong độ rất tốt với 4 chiến thắng và chỉ thua có 1 trận khi được tới 17 bàn thắng và để thủng lưới có 4 bàn thôi. Còn đối với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trải qua 4 trận đấu trên sân khách gần nhất thì họ không có chiến thắng nào với 3 trận hòa và 1 trận thua và ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn. Giang Trần Quách Tân vẫn là Giang Trần Quách Tân nhưng không thể vượt qua được Gia Hà. Chúng ta thấy Gia Hà là cầu thủ quan trọng như thế nào nơi tuyến tiền vệ. Anh luôn hỗ trợ và bọc lót cho hàng thủ của câu lạc bộ Viettel. Vừa rồi là tình huống chơi bóng bằng tay của Xuân Hùng. Và đó cũng là tấm thẻ vàng đầu tiên được trọng tài rút ra dành cho hậu vệ trái bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Petro Paulo, vẫn là Petro Paulo. Xuân Kiên, Hoàng Hùng, Hoàng Đức, hai cầu thủ đang chơi ở hai cánh của câu lạc bộ Viettel đó là Văn Hào và Nguyễn Đức Hoàng Minh. Đối với hai nhân tố này thì họ chưa có sự kết nối tốt đối với hai tiền đạo phía trên của câu lạc bộ Viettel, đó là Giovane và Petro Paulo. Chúng ta có thể thấy chỉ có Giovane và Petro Paulo phối hợp với nhau, nhưng các vệ tinh xung quanh chưa có sự hỗ trợ ăn ý đối với hai tiền đạo người Brazil. Phút thứ 40 của hiệp 1. Hiệp 1 còn khoảng 5 phút nữa sẽ kết thúc. Duy Thường tạt bóng. Đinh Thanh Trung giữ bóng cài đè rất khôn ngoan, đó là kinh nghiệm của Đinh Thanh Trung. Không có tình huống phạm lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Đào Văn Nam cũng đã bọc lót tốt trong pha bóng vừa rồi.
Pedro Paulo cũng đang đau và nằm trên sân, và cầu thủ tiền đạo Paulo Oliveira bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang nằm trên sân. Đó là một pha va chạm giữa Hoàng Đức và Paulo Oliveira. Với thời tiết oi bức tại thủ đô sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Nhưng chúng ta có thể thấy tốc độ của trận đấu diễn ra cũng khá hấp dẫn. Trên sân vào thời điểm này có 4 cầu thủ người Brazil đang thi đấu. 2 dành cho câu lạc bộ Viettel và 2 dành cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đã có quãng thời gian huấn luyện viên Nguyễn Thành Công làm việc tại câu lạc bộ Viettel. Văn Công. Văn Nam. Xuân Hùng. Xuân Hùng trước kia thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Một số cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh khi đội bóng giải thể thì đã về chơi cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đó là Giang Trần, Quách Tân, Xuân Hùng. Và cả Đào Nhật Minh nữa. Kết thúc ở mùa giải trước thì các cầu thủ Viettel đứng ở vị trí thứ 2. Vạch qua 12 trận đấu họ đã có 26 điểm. Ở mùa giải trước thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng ở vị trí thứ 10. Trải qua 12 trận đấu thì họ có 15 điểm. Nhưng giải đấu đó đã bị hủy do dịch bệnh Covid-19. Vào thời điểm này, hai trận trên sân nhà của V-League Night World năm 2022 thì câu lạc bộ Viettel đã có một trận thắng và một trận thua, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn. Còn trải qua 2 trận đấu trên sân khách ở mùa giải này thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 2 trận hòa, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 1. Trung học. Sau quãng thời gian điều trị chấn thương gối, Trung học đã quay trở lại. Duy Thường. Hoàng Đức. Xuân Kiên. Jaha. Hoàng Đức. Pedro Paulo luôn nhìn đến vị trí của Giovane. Có vẻ như hai cầu thủ người Brazil luôn phối hợp với nhau, và các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đã bắt bài. Nếu như Pedro Paulo chia sẻ với các vệ tinh xung quanh khi mà Giovane bị theo kèm rất chặt thì sẽ hợp lý hơn cho việc tấn công của các cầu thủ Viettel. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thêm một lần nữa thì chúng ta có thể thấy rằng Thanh Bình đọc tình huống rất tốt và bắt bài những pha chuyền bóng chiếm khoảng trống của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Công, Đinh Thanh Trung. Đào Văn Nam. Đinh Thanh Trung. Xuân Hùng.
vẫn là Xuân Hùng. Giang Trần Quách Tân, Giang Trần Quách Tân, vẫn là Giang Trần Quách Tân. Tát bóng, không cho ai cả. Không có một cầu thủ nào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào xâm nhập vòng cấm trong tình huống tạt bóng của Giang Trần Quách Tân. Như vậy là hiệp 1 được bù giờ 1 phút. Xét về mặt thế trận của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong hiệp 1 thì họ làm tốt nhiệm vụ, đó là những pha tổ chức phòng ngự ở khu vực sân nhà. Chỉ có một số thời điểm các cầu thủ Viettel có thể gây nguy hiểm cho hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là những phương án tấn công tốt của các cầu thủ Viettel. Ở trong hiệp 1 thì Viettel vẫn có những tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn về phía khung thành của đối thủ. Hoàng Đức, Joe Van Đê. Trọng tài đã thổi phạt đối với Đào Văn Nam, anh đã có tình huống cao chân. Khi thi đấu tại câu lạc bộ Sài Gòn vào năm 2020 thì Joe Van Đê cũng đã có 8 bàn thắng cho riêng mình. Có lẽ sau quả đá phạt này của câu lạc bộ Viettel thì trọng tài sẽ thổi còi kết thúc hiệp 1. Vừa rồi là tấm thẻ vàng dành cho trung vệ Đào Văn Nam. Đúng là như vậy, tiếng còi của trọng tài đã cất lên kết thúc hiệp 1. Cả hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số là 0-0. Câu lạc bộ Viettel kiểm soát bóng nhiều hơn và đã tổ chức ra nhiều đợt tấn công hơn và có những tình huống dứt điểm. Thay vào đó là cầu thủ số 29 Trương Tiến Anh. Ở trong một thì Văn Hào đã thi đấu mờ nhạt và bây giờ huấn luyện viên Trương Văn Hoàng đã quyết định thay anh bằng Trương Tiến Anh. Như vậy là hiệp 2 cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với trang phục màu xanh đen sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái với nhỏ quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Viettel họ kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công hơn và tung ra được những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đặc biệt là tình huống dứt điểm của cầu thủ số 17 Hoàng Minh, bóng đá đập đúng vào xà ngang và một pha đánh đầu của Petro Paulo, bóng đi tranh cút dọc. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ cũng đã có một khối phòng ngự khá kín kẽ ở khu vực sân nhà để ngăn chặn những pha tấn công của các cầu thủ Viettel và luôn có những tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công nhưng chưa giúp cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có những phương án tấn công nguy hiểm thật sự về phía khung thành của đội chủ nhà. Cách tấn công của câu lạc bộ Viettel thì luôn hướng đến những vị trí như của Petro Paulo, Giovane và Hoàng Đức. Các vệ tinh xung quanh vẫn chưa có sự gắn kết nhiều và phối hợp nhiều để tổ chức tấn công biên hay là nách trung lộ. Đây là Xuân Hùng. Vẫn là Xuân Hùng. Một pha phá bóng của cầu thủ số 20 đó là Hoàng Hùng. Trương Tiến Anh, cầu thủ đã vào sân để thay cho Văn Hào. Ở trong hiệp 1 thì Văn Hào thi đấu rất mờ nhạt. Hoàng Đức. Hiệp 1 cũng là vị trí mà Hoàng Đức với cả Gia Hà luôn hoán đổi vị trí cho nhau để về sân nhà lấy bóng để tổ chức lên phía trên. Giang Trần Quách Tân. Vào thời điểm này thì câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Họ được 7 điểm. Trải qua 4 trận đấu thì các cầu thủ Viettel đã có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 6 bàn thắng và được thủng lưới 3 bàn. Còn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến thời điểm này thì họ vẫn chưa có một trận thắng nào tại V-League. Đường chuyền rất hay. Dứt điểm. Không vào. Ở trong hiệp 1 thì cầu thủ số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng đã có một pha xâm nhập vào vòng cấm và dứt điểm nhưng bóng đập đúng vào xà ngang. Nhưng đây là tình huống di chuyển rất thông minh và đường chuyền thuận lợi của Giovane đã có một pha kiến tạo dành cho cầu thủ số 17 bên phía câu lạc bộ Viettel. Nhưng rất tiếc pha dứt điểm của anh, bóng đã đi sát cột dọc. Rất tiếc cho các cầu thủ Viettel trong pha bóng vừa rồi. Tình huống
huống phản công của đội chủ nhà đã gây khó khăn cho hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung, vẫn là Đinh Thanh Trung. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-3-3. Người đá thấp nhất bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó là Văn Công, còn hai tiền vệ đó là Đinh Thanh Trung và Trung Học. Gian Crencio, Đinh Thanh Trung, Đào Văn Nam, Đinh Thanh Trung, đây là Xuân Hùng đứng truyền cho Giang Trần Quách Tân, nhưng trọng tài đã thổi phạt đối với Giang Trần Quách Tân trong pha bóng vừa rồi, anh đã phạm lỗi đối với Duy Thường. Giang Trần Quách Tân chuyển đến câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Sau khi câu lạc bộ Than Quảng Ninh không còn thi đấu tại V-League, đã có những cầu thủ chuyển đến câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đó là Xuân Hùng, Giang Trần Quách Tân và Đào Nhật Minh. Trương Tiến Anh tạt bóng khá dẻo, nhưng không có tiền đạo nào của câu lạc bộ Viettel vào xâm nhập vòng cấm trong tình huống vừa rồi. Paolo, Paolo đang là tiền đạo mục tiêu của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trong trận đấu này, hàng thủ của câu lạc bộ Viettel thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến do bị chấn thương. Cao Trần Hoàng Hùng đang đá cặp trung vệ với Thanh Bình. Một tình huống bọc lót tốt của Duy Thường, anh đã ngăn chặn đường chuyền của đội trưởng Đinh Thanh Trung cho Giang Trần Quách Tân. Petro Paulo, ta đã thổi phạt. Gia Hà vừa bị phạm lỗi. Xét về thành tích đối đầu thì chắc chắn các cầu thủ Viettel đang vượt trội so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đối đầu với nhau 4 lần gần nhất thì Viettel đã có 3 chiến thắng và chỉ có một trận hòa đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trương Tiến Anh, Giovane, Xuân Kiên tạt bóng đánh đầu không được. Người vừa có pha đánh đầu cuối cùng lại là cầu thủ số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh. Nguyễn Đức Hoàng Minh đang thi đấu xông xáo bên hành lang cánh phải của câu lạc bộ Viettel. Đó là những pha đi bóng, những tình huống di chuyển để nhận đường truyền từ đồng đội và những pha xâm nhập vào khu vực 16m50 để đánh đầu. Nhưng điểm hạn chế của cầu thủ này đó là những pha phối hợp với các tiền đạo và với các tiền vệ. Ở trong hiệp 1 thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ có một pha phối hợp hay giữa ba cầu thủ thuận chân trái, đó là Hoàng Đức, Petro Paulo và Giovane. Nhưng rất tiếc trong pha bóng phối hợp đã xé toang hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Hoàng Đức đã rơi vào thế biên vị. Tạt bóng không được. Và pha bóng chính xác của Thanh Bình. Thanh Bình đang có phong độ rất cao vào thời điểm hiện tại. Ở trong hiệp 1 anh đã bắt bài rất tốt những đường chuyền của Đinh Thanh Trung cho tiền đạo Paulo và tốc độ của Thanh Bình đã hạn chế rất nhiều và xâm nhập của tiền đạo Paulo bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất đông các cầu thủ Viettel đã hỗ trợ nhau trong tình huống mà Trung Học đã băng lên. Giovane, Petro Paulo, đường truyền rất chính xác của Petro Paulo. Đây là Trương Tiến Anh, Xuân Kiên, đối pha không chiến chính xác của Gian Crencio. Những phương án bóng bổng của các cầu thủ Viettel đã không thể gây khó khăn cho hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàng Đức vừa rồi đã bị phạm lỗi. Các tiền vệ cánh của câu lạc bộ Viettel nếu như họ có sự kết hợp tốt trong những pha phối hợp
thì có lẽ Viettel sẽ có sức tấn công đa dạng hơn và có thể có một lối chơi áp đặt đối với đối thủ. Nhưng cho đến thời điểm này thì những pha phối hợp như vậy là rất ít của câu lạc bộ Viettel. Họ luôn có những phương án truyền dài lên phía trên cho các tiền đạo và sau đó các tiền đạo tự phối hợp với nhau. Đứng trước bóng đó là Hoàng Đức. Hoàng Đức! Bóng đi cao so với xà ngang. Đá phạt không phải điểm mạnh của tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức. Đây là trận đấu muộn tại vòng đấu thứ 5 Night World năm 2022. Giang Trần Quách Tân. Vẫn là Giang Trần Quách Tân, Đinh Thanh Trung, cơ hội có thể dứt điểm, không được. Vẫn là Đinh Thanh Trung, khá nguy hiểm. Sẽ là quả đá phạt góc, vừa rồi là một pha cứu thua của thủ môn Nguyên Mạnh. Một pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh và anh đã phải bay người hết cỡ để cản phá. Ta cùng xem lại pha đi bóng khó chịu của Đinh Thanh Trung, sau đó là tình huống dứt điểm bằng cái chân trái sở trường. Đinh Thanh Trung đánh đầu, bóng đã được phá ra bởi Thanh Bình. Giovane, chúng ta có thể thấy tiền vệ Văn Công cũng đã về bọc lót tốt cho hàng phòng ngự. Chúng ta đã thổi phạt một cầu thủ của Viettel và tấm thẻ vàng đã được rút ra, và đó cũng là tấm thẻ vàng thứ 3 của trận đấu này được trọng tài Nguyễn Mạnh Hải dành cho cầu thủ của hai bên, 2 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 1 dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Đó là một tình huống kéo người rõ ràng của Văn Kiên và đây sẽ là cơ hội để cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể có bàn thắng nếu như họ thực hiện tốt quả đá phạt này. Đứng trước bóng có lẽ sẽ là đội trưởng Đinh Thanh Trung, người có khả năng đá phạt tốt. Trước kia anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam và đã có những pha đá phạt chính xác giúp cho Đinh Thanh Trung có bàn thắng rất đẹp. Cả trung học cũng đang đứng trước bóng và đây sẽ là cơ hội để cho đội trưởng Đinh Thanh Trung thể hiện mình. Đinh Thanh Trung, bóng đập đúng vào xà ngang, một pha đá phạt rất tốt của Đinh Thanh Trung. Quá đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Và đá phạt sở trường của cầu thủ số 7 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta cùng xem lại tình huống xước lòng bóng đi rất quận và thủ môn Nguyễn Mạnh trong pha bóng vừa rồi chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của Đinh Thanh Trung. Ở trong hiệp 1 thì xà ngang đã từ chối bàn thắng của Nguyễn Đức Hoàng Minh sau một pha xâm nhập vào khu trung lộ và cũng ra một pha dứt điểm. Sau khi có giải đấu tập huấn Tư Hùng tại Hải Phòng, thành tích của câu lạc bộ Viettel là rất tệ, 2 trận thua và 1 trận hòa. Hiện tại AFC Cup năm 2022 thì Viettel đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ đến từ Lào, Campuchia và Singapore.
và tự tin bước vào bán kết với vị trí nhất bảng. Điều đó sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ Viettel thi đấu tốt ở trong trận đấu này. Xuân Hùng, đây là Giang Trần Quách Tân, một pha khống chế không tốt của Giang Trần Quách Tân. Rất chính xác, đó là tình huống phán đoán của thủ môn Nguyên Mạnh. Bên phía câu lạc bộ Viettel chuẩn bị có sự thay đổi người. Danh Trung và Nhâm Bạch Dũng chuẩn bị được tung vào sân. Rất chính xác, Trương Tiến Anh không được. Một chuyển sai của Trương Tiến Anh, bây giờ các cầu thủ Hồng Lĩnh yên tĩnh. Phản công và ngay lập tức thì chúng ta có thể thấy trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng phải phạm lỗi đối với Trung Học. Một tấm thẻ vàng đã được rút ra dành cho Cao Trần Hoàng Hùng. Đó cũng là tấm thẻ vàng thứ tư của trận đấu đã được rút ra dành cho cầu thủ hai bên. Như tôi đã nói, các tiền vệ cánh của các cầu thủ Viettel vẫn còn hạn chế những pha phối hợp với các tiền đạo và các tiền vệ trung tâm. Điều đó chúng ta có thể thấy những phương án tấn công của Viettel vẫn chưa có sự liên kết, lặp đi lặp lại nhiều, và những phương án tấn công của họ luôn rời rạc. Quả đá phạt góc dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là phút thứ 60 của trận đấu. Trên bảng tỷ số vẫn đang là hai con số không tròn trịnh. Vậy là bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự thay đổi người. Trung Học đã được cho ra nghỉ. Thay vào đó là cầu thủ Basit. Abdul Basit đã được tung vào sân thay cho Trung Học. Abdul Basit đã thi đấu không thành công trong câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và bây giờ anh đã chuyển sang đấu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thành Trung, Basit, vẫn là Basit, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đào Văn Nam, Giang Trần Quách Tân, đường chuyển không cho ai cả của Giang Trần Quách Tân. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Viettel. Giovane, 4-4, quá nhiều khoảng trống. Trương Tiến Anh, Petro Paulo, đường chuyền không được. Những phương án phối hợp tấn công quá đơn giản của các cầu thủ Viettel. Một đường chuyền của Petro Paulo vào phía trong để cho Nguyễn Đức Hoàng Minh đánh đầu. Nhưng cầu thủ số 17 bên phía câu lạc bộ Viettel đã có một pha đánh đầu hơi với. Đã có những lợi thế để tổ chức phản công, nhưng sự phối hợp gắn kết của các cầu thủ Viettel chưa thực sự tốt và chưa thực sự rõ ràng. Danh Trung sẽ được tung vào sân thay cho Nguyễn Đức Hoàng Minh và cả Petro Paulo nữa. Nhâm Mạnh Dũng sẽ được tung vào sân. Đó là sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Số 19 Trần Danh Trung, số 99 Nhâm Mạnh Dũng vào sân. Nhâm Mạnh Dũng đã là người hùng của U23 Việt Nam khi đã có bàn thắng duy nhất vào lưới câu lạc bộ Thái Lan để giúp cho U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games. Đó sẽ là một mùa bóng khó quên của Nhâm Mạnh Dũng. Một tình huống phát bóng lên không tốt của thủ môn Quang Tuấn. Đây là Nhâm Mạnh Dũng, tình huống chạm bóng đầu tiên. Trương Tiến Anh, Gia Hà, Giovane, Danh Trung, Duy Thường,
sự đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi, Duy Thường đã bị vấp ngã. Pha phối hợp 1-2 khá hay giữa Danh Trung và Duy Thường. Duy Thường đã chuẩn bị bước đà để có một pha tạt bóng vào trong, nhưng những pha chuẩn bị bước đà của Duy Thường đã không giúp anh có một phương án đưa vào trong điểm tốt nhất. Vậy trước đó bóng đã chạm đầu một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bây giờ sẽ là đá phạt góc. Một tình huống đá thẳng của Hoàng Đức, nhưng thủ môn Quang Tuấn đã chơi rất tập trung. Văn Công Đinh Thanh Trung, Văn Hiệp, Đinh Thanh Trung, pha vào bóng khá nguy hiểm. Jobade khống chế thoát pressing tốt, không có pha phạm lỗi. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giáng chân Quách Tân, dứt điểm bóng đi quá cao so với khung thành. Phút thứ 65, cả hai đội rất tích cực tấn công về phía khung thành của nhau, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Ja Ha, Hoàng Đức, truyền không đến từ vị trí của đồng đội, đó là của Nhâm Mạnh Dũng. Tại vòng đấu thứ tư thì các cầu thủ Viettel đã hòa với câu lạc bộ Gia Lai trên sân vận động Pleiku với kết quả 2-2. Còn đối với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ đã thua trên sân nhà trước Tôm Lai Bình Định với số là 1-3. Sau quãng 4 vòng thi đấu không tốt ở giải đấu năm nay, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có khoảng thời gian để chuẩn bị lực lượng một cách tốt nhất cho V-League quay trở lại, và đặc biệt là trận đấu này khi quãng thời gian nhường chỗ cho SEA Games. Và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những chuyến tập huấn tại Huế và Đà Nẵng và đã tham gia Cúp Tứ Hùng ở miền Trung. Điều đó sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công củng cố lại tinh thần và kỹ chiến thuật. Trương Tiến Anh, giáng chân Quách Tân, bao lô trên hàng công của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bao lô đang thi đấu rất đơn độc. Cho đến thời điểm này thì bao lô cũng đã có 2 bàn thắng cho riêng mình. Đinh Thanh Trung, trọng tài đã thổi phạt đối với Xuân Hùng, anh đã có một pha vào bóng bằng cầm dây. Danh Trung cũng đã có quãng thời gian thi đấu tốt trong màu áo của U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Công Bung Quyên. Trương Tiến Anh tạt bóng khá dẻo, không thể qua được cái đầu của trung vệ Jean Clancio. Với chỉ
chiều cao trên 1m9 thì Gian Crescio vẫn đang khống chiến rất tốt. Kiểm soát lại bên trái. Văn Công. Văn Đức. Văn Công. Giang Trần Quách Tân. Basis. Sau khi Basis được tung vào sân thì Giang Trần Quách Tân đã chơi bó vào trong. Và được phút thành công giữa Văn Hiệp và Văn Đức. Đây là Hoàng Đức. Và để bóng quen thuộc. Đường chuyền rất thuận lợi. Trương Tiến Anh. Vẫn là Trương Tiến Anh. Nhâm Mạnh Dũng đang ở phía trong. Nhâm Mạnh Dũng không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Viettel. Một pha phối hợp được coi là hoàn hảo. Nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng thì bóng lại đi vót xa. Hoàng Đức chuyền bóng cho Nhâm Mạnh Dũng. Bỏ bóng để cho Trương Tiến Anh băng lên. Sau đó là Trương Tiến Anh có một đường chuyền vào khoảng trống để cho Nhâm Mạnh Dũng. Một pha khống chế bằng má ngoài. Sau đó là dứt điểm rất nhanh. Điều quan trọng nhất đó là pha khống chế má ngoài hợp lý của Nhâm Mạnh Dũng để giúp cho anh có một tư thế dứt điểm tốt. Quá đáng tiếc. Nếu đó là một bàn thắng sẽ là bàn thắng đẹp trong pha phối hợp của các cầu thủ Viettel. Vận may vẫn chưa đến đối với các cầu thủ Viettel. Họ có những phương án tấn công tốt hơn và tiếp cận khung thành nhanh hơn về phía đối thủ. Thật sự đáng tiếc cho tuyển thủ U23 Nhâm Mạnh Dũng. Giovane. Trọng tài đã thổi phạt đối với Nhâm Mạnh Dũng. Vừa rồi là đã phạm lỗi đối với Văn Đức. Phút thứ 71 rồi. Khán giả trên sân vận động Hàng Đẫy vẫn đang chờ đợi bàn thắng. Đặc biệt là khán giả bên phía đội chủ nhà. Gian Crescio. Đào Văn Nam. Gian Crescio. Văn Đức. Văn Công. Basis. Đường chuyền rất chính xác cho Xuân Hùng. Đinh Thanh Trung. Basis. Vẫn còn. Paulo. Một pha khống chế không thành công của Paulo. Basis dứt điểm. Và dứt điểm không tốt của Basis. Một pha phát động tấn công nhanh của thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng pha phát bóng của anh, bóng đã không đi đến vị trí của Giovane. Khi thi đấu trong màu áo của FC Đà Nẵng thì Basis đã không thành công. Và anh ngay lập tức được chuyển đến câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Công. Hoàng Đức. Trọng tài cho phép lợi thế. Không được. Có lẽ là pha đi bóng không thành công của Danh Trung. Nhưng bóng lại đến chân đối với các thủ viên theo. Nhâm Mạnh Dũng. Tạt bóng. Duy Thường. Những pha tạt bóng thật sự không chính xác của các thủ viên theo. Chất lượng đường truyền chưa khả quan mấy để có độ chính xác cao vào phía trong cho các đồng đội. Giovane cũng đã đóng vai trò quan trọng cho thành công của các cầu thủ Viettel. Thêm pha khống chế chính xác của
của Gian Clancio đội Hoàng Đức. Chuyển sở rất hay. Thanh Bình. Zaha. Vẫn là Zaha. Danh Trung. Danh Trung dứt điểm. Bóng đi vọt xa. Ở trong hiệp 2 này thì các cầu thủ Viettel đã có nhiều phương án tấn công hơn. Đó không phải là pha dứt điểm của Danh Trung, đó là pha dứt điểm của Duy Thường. Ở trong hiệp 2 thì các cầu thủ Viettel họ đã đẩy cao đội hình và đẩy cao tốc độ thi đấu hơn. Họ đã có nhiều pha dứt điểm hơn. Đường chuyển quá mạnh của Văn Công dành cho Giang Trần Quách Tân. Thi đấu 2 trận trên sân nhà ở mùa giải năm nay, Viettel đã có một chiến thắng và một trận thua. Trường Tiến Anh tạt bóng, bóng vẫn còn, đây là cơ hội dứt điểm. Như vậy đã có bàn thắng hay chưa? Chưa có quyết định của trọng tài. Đúng pha dứt điểm của Nhâm Bình Dũng, bóng đá đến vị trí của Giovane. Như anh đã bảo, trọng tài rằng là bóng đã qua vạch vôi. Ta cần phải xem lại pha quay chậm mới khẳng định được bóng đá đi qua vạch vôi hay chưa. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Viettel khi mà đã có cơ hội ăn bàn 10-10 và những chân sút của họ vẫn bỏ lỡ. Quá đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trong tình huống này chúng ta có thể thấy thì Giovane cũng đã rơi vào thế biên vị rồi. Bóng đã đi qua vạch vôi. Paulo. Paulo không thể vượt qua được ba cầu thủ của Viettel. Trương Tiến Anh. Nhâm Mạnh Dũng. Hoàng Đức. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn. Khi mà Viettel đang đẩy cao tốc độ. Danh Trung. Khi được tung vào sân, Trương Tiến Anh và Danh Trung đang làm tốt nhiệm vụ ở bên hành lang cánh trái cũng như bên hành lang cánh phải. Trương Tiến Anh. Trương Tiến Anh. Đó là sở trường của Trương Tiến Anh. Đi bóng chiếm khoảng trống và sau đó có những pha tạt bóng vào trong vòng cấm. Danh Trung. Giang Trần Quách Tân có vẻ như đá bị chuột rút. Với thời tiết nắng nóng tại thủ đô sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Bóng đã qua vạch vôi nhưng trong tình huống này thì Giovane nếu ghi bàn thắng thì anh cũng đã rơi vào thế biên vị, nhưng mà thủ môn Quang Tuấn đã băng lên và Giovane đang đứng trên một cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vẻ như Giang Trần Quách Tân không thể tiếp tục thi đấu, bác sĩ đã ra hiệu xin thay người. Trong trận đấu này thì Giang Trần Quách Tân cũng đã thi đấu rất cố gắng bên phía hành lang cánh trái. Duy Thường. Duy Thường, Zaha, Hoàng Đức.
của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang lùi sâu trước vòng 16m50 để bảo toàn, để bảo vệ khung thành giữ điểm. Paulo, vẫn là Paulo. Tình huống đi bóng dài của Paulo và anh đã để mất bóng ngay bên phần sân nhà. Hoàng Đức. Có rất nhiều những phương án tạt bóng vào trong nhưng các cầu thủ Colorado Việt Theo vẫn chưa không chiến thành công. Lý Nhanh Trung. Phạm Văn Long và Đào Nhật Minh chuẩn bị để tung vào sân. Vậy là Văn Công và Giang Trần Quyết Tân sẽ được cho ra nghỉ. Đào Nhật Minh là cầu thủ chuyển đến từ câu lạc bộ Than Quảng Ninh và anh sẽ thi đấu ở vị trí của Văn Công. Cả Hoàng Ngọc Hào cũng được thay vào tung sân thay cho Văn Đức đến phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đã sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, phút thứ 80 rồi, đấu còn khoảng 10 phút nữa sẽ kết thúc. Tiếp theo đã có những cơ hội có thể có bàn thắng mở tỷ số nhưng họ vẫn chưa thực hiện thành công. Đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì những phương án tấn công của họ vẫn chưa thể đem lại sự nguy hiểm lớn cho hàng thủ của câu lạc bộ Viettel, mặc dù đã có những tình huống phản công nhanh lên phía trên. Văn Long. Gia Hà vừa phạm lỗi đối với Phạm Văn Long. Pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ số 16 bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai trận thi đấu trên sân khách ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh toàn hòa. Họ đã có hai trận hòa, ghi được một bàn thắng và để thủng lưới một bàn. Đinh Thanh Trung. Phạm Văn Long. Văn Hiệp. Thành Bình vẫn đang thi đấu cực hay nơi hàng thủ của câu lạc bộ Viettel. Từ những pha không chiến và những pha bọc lót, thêm một pha không chiến chính xác của trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng. Dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Gian Clancio, trung vệ có chiều cao lý tưởng, đã có mặt ở trong vòng cấm của các cầu thủ Viettel. Đánh đầu ngược, đánh đầu không vào. Bóng đập đúng vào cột dọc sau pha đánh đầu của Paulo. Trước đó là một pha đánh đầu chiến thuật cực hay. Đúng là trong trận đấu này cả hai câu lạc bộ đều không chiến thắng được cột dọc và xà ngang. Thật sự đáng tiếc. Đào Nhật Minh. Cú ly đánh đầu của Paulo có lẽ chỉ có 2m mà thôi. Đó là pha đánh đầu ngược chiến thuật cực kỳ tốt của Phạm Văn Long dành cho Paulo. Là
ngày hôm nay vận may không mỉm cười đối với hai câu lạc bộ. Xuân Kiên, Nhâm Mạnh Dũng, Trương Tiến Anh, và đánh đầu Gia Hà, vẫn là Gia Hà. Trọng tài đã thổi phạt đối với Gia Hà. Trước đó là một pha đánh đầu phá bóng rất tốt của Đào Văn Nam. Vẻ như trọng tài đã thổi phạt một pha kê gầm dây của Gia Hà đối với Basis. Ngọc Hào, đến thứ 85 rồi. Nếu như đây có kết quả hòa sẽ là 3 trận hòa liên tiếp trên sân khách của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này. Và đó cũng là trận hòa đầu tiên trên sân nhà của Viettel tại V-League năm 2022. Trương Tiến Anh, vẫn là Trương Tiến Anh. Xuân Kiên, một pha bật cao đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Từ góc độ đó tại đội tuyển U23, Nhâm Mạnh Dũng đã có pha đánh đầu hạ gục thủ môn Kawin bên phía đội tuyển U23 Thái Lan và đã đem về chức vô địch SEA Games. Hoàng Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Đánh đầu không được, sẽ có một quả đá phạt góc nữa, lại là Nhâm Mạnh Dũng. Có khả năng bật rất cao và đánh đầu chính xác. Trương Tiến Anh, đó là pha bóng ra của trung vệ Đào Văn Nam. Duy Thường, vẫn là Duy Thường, rất nhanh. Duy Thường phạt góc, quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp của các cầu thủ Viettel. Hoàng Đức, một đá phạt vào cột trước nhưng không thành công của Hoàng Đức. Cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đứng sẵn ở đó rồi. Xuân Kiên, Trương Tiến Anh, Trương Tiến Anh. Xuân Kiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang lùi thấp phòng ngự ở khu sân nhà. Quá thiếu chính xác, không biết là đường truyền của Xuân Kiên dành cho ai. Ở vòng đấu sau thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ về sân nhà tiếp đón BKMX Bình Dương. Tài đã thổi phạt đối với Gia Hà.
đấu. Quyết định có 13 đội. Đình Thành Trung khá nguy hiểm. Có lẽ đó là một pha tạt bóng hỏng của Đinh Thành Trung, nhưng chúng ta có thể thấy rằng bóng đi thẳng vào khung thành và thủ môn Nguyên Mạnh chơi rất tập trung. Anh đẩy bóng ra và chịu một quả đá phạt góc. Đó là pha tạt bóng của Đinh Thành Trung. Tình cờ bóng đã bay thẳng vào cầu môn. Nếu như trận đấu này có một kết quả hòa thì cũng phản ánh hoàn toàn đúng. Mặc dù các cầu thủ Viettel có những phương án tấn công tốt hơn, nhưng cả hai đội đều có những cơ hội có thể ghi bàn thắng 10-10. Như vậy là Văn Hiệp đã được cho ra nghỉ, thay vào đó là Trần Phi Hà, bàn thắng số 8. Trận đấu chính thức cuối cùng trận đấu này. Như vậy đã có bàn thắng đối với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Có lẽ người ghi bàn đó là Gian Crencio. Bàn thắng ghi ở phút thứ 90 sau quả đá phạt góc. Quá bất ngờ. Các cầu thủ Viettel họ đang kiểm soát bóng tốt hơn ở trong hiệp 2 và đã tạo ra được những pha bóng nguy hiểm hơn. Từ tình huống cố định thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một pha lập công. Người ghi bàn đó là trung vệ Gian Crencio. Sau khi pha quay chậm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thay người. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là lỗi kèm người của Gia Hà. Một pha đá phạt vào cột trước và Gian Crencio đã đón bóng của đội trưởng Đinh Thành Trung. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ là chiến thắng đầu tiên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League năm 2022 và cũng là chiến thắng đầu tiên tại sân khách. Trận đấu được bù giờ 4 phút để cho cơ hội của Viettel có bàn thắng quân bình tỷ số. Phương án tấn công của các thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa đem lại sự hiệu quả cao và chưa thể làm khó khăn đối với hàng thủ của câu lạc bộ Viettel, nhưng những tình huống cố định họ đã có bàn thắng từ quả đá phạt góc. Và quả đá phạt góc trước đó thì tiền đạo Paulo đã đánh đầu bóng đi dội cột dọc. Còn đối với Viettel thì họ đã tổ chức tấn công tốt hơn và đã có những phương án tiếp cận khung thành và đối mặt với thủ môn. Nhưng những chân sút của các cầu thủ Viettel bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Sẽ là trận thua thứ 2 trên sân nhà của các cầu thủ Viettel vào thời điểm này. Nhâm Mạnh Dũng, Trương Thiên Anh, Giovane, Đào Văn Nam đã phá bóng ra. Phạm Văn Long, Bashit, vẫn là Bashit. Không, như vậy là có tình huống việt vị mất rồi. Gian Crencio vẫn đang khống chế cực hay.
Bình Minh. Đến Thành Trung. Bóng lại đến chân đối với các cầu thủ tiếp theo. Phạm Văn Long. Đến Thành Trung. Đến Thành Trung không có gì phải vội cả. Thời gian đã bước sang phút bù giờ thứ tư rồi. Đến Thành Trung. Quá hay. Đường chuyền Basit. Không được. Trong tình huống vừa rồi có vẻ như Paulo đã rất bình. Basit đã có một đường kiến tạo. Paulo tưởng chừng như Basit đã dứt điểm. Bây giờ là phản công dành cho các cầu thủ Viettel. Đường chuyền quá mạnh của Gia Hà dành cho Danh Trung. Đây là một trận thua, là một trận thua đáng tiếc của Viettel. Và các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đã tận dụng tốt cơ hội từ những tình huống cố định để có bàn thắng. Basis. Vẫn là Basis rất khéo. Đau nhưng các cầu thủ Viettel vẫn đang triển khai tấn công quá vội vàng. Đường chuyền chất lượng của các cầu thủ. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã cất lên.